Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 Phút. Trong tập trước, Long Tiêu Dao đã nghi ngờ về thân phận của Ngôn Tiểu Triết khi nhìn thấy vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng. Có lẽ vị siêu cấp đấu la này hoàn toàn không thể ngờ được rằng đối phương chính là con trai ruột của mình. Quay trở lại với Hoắc Vũ Hạo, rất nhiều người tò mò hắn dựa vào cái gì mà có thể đánh cuộc với Hắc Ám Thánh Long thực lực 99 cấp như vậy. Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu nha! Vào khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo và Long Tiêu Dao đứng đối diện nhau, Tiên Lâm Nhi vẫn vô cùng lo lắng, không biết hắn sẽ đối phó kiểu gì. Cô quay qua phía Ngôn Tiểu Triết lên tiếng: "Bất kể ra sao, chúng ta phải bảo vệ tốt đứa nhỏ này. Mộc lão nói đúng, hắn là hy vọng tương lai Sử Lai Khắc, không chừng chỉ ít năm nữa hắn sẽ là Long Thần đấu la kế tiếp." Ngôn viện trưởng cũng gật đầu kiên định nói: "Ừ, liều mạng già này ta cũng không để cho người khác tổn thương tiểu sư đệ, đây là nhắc nhở của lão sư đối với ta." Lúc này, Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng đứng đó, cơ thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Bình tĩnh mà đứng, hắn dần dần biến thành một chỉnh thể. Long Hoàng đấu la ở đối diện âm thầm gật đầu, thiên nhân hợp nhất, tiểu tử này tuổi còn nhỏ nhưng có thể tập trung tinh thần để đạt cảnh giới này. Mục lão quả nhiên là dạy dỗ được một đồ đệ giỏi. Bỗng nhiên, một tầng kim quang hiện lên trên người Hoắc Vũ Hạo, khiến bốn vị phong hào đấu la đều sáng mắt. Bọn họ đều là người sáng suốt, tự nhiên biết đây là dấu hiệu tinh thần lực thực thể hóa ngoại phóng. Tu vi hồn vương có thể làm được việc này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng phần làm họ rung động còn ở phía sau, trên trán Hoắc Vũ Hạo vận mệnh nhãn khai mở. Ngay khi nhìn vào con mắt thứ ba này, thân là cực hạn đấu la Long Tiêu Dao lại có cảm giác lông tóc dựng đứng. Ông khẽ chấn động, trong lòng thầm cảm thán, làm thế nào, hắn làm thế nào khiến ta cảm nhận được uy hiếp. Nhân cơ hội đó, Hoắc Vũ Hạo vọt lên trước tung một quyền toàn lực về phía Long Tiêu Dao, đón đỡ một chưởng này, Hắc Ám Thánh Long cười lớn nói: "Không ngờ lại có thể nhìn thấy quân lâm thiên hạ của Mục huynh trên người tiểu tử ngươi, chỉ bằng một quyền này, ngươi đã có tư cách trở thành đệ tử Long Thần đấu la." Thấy vị tiền bối này vẫn đứng yên một chỗ, Hoắc Vũ Hạo liền phóng thích ra vũ hồn băng cực hạn của mình, ngay sau đó không khách khí thi triển ra đồng thời băng bạo thuật và đế kiếm băng cực vô song. Lúc này đây, cho dù thực lực 99 cấp như Long Tiêu Dao, muốn bước ra đại hàn vô tuyết với nhiệt độ tuyệt đối cũng cần toàn lực ứng phó, chỉ trong nháy mắt, ông đã bị bức lui về sau mấy bước. Hoắc Vũ Hạo cũng không khá hơn, lực phản chấn của một kích toàn lực bạo phát khiến hắn rơi xuống mặt đất rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cũng may, có Tiên Lâm Nhi và Ngôn viện trưởng kịp thời đỡ lấy thân thể hắn. Trên không trung, Long Tiêu Dao sắc mặt rất khó coi, bại bởi một tiểu hài tử như vậy, tâm tình của lão có thể tốt mới lạ, lão trầm giọng nói: "Ngươi thắng, cực hạn băng quả là võ hồn cực hạn, khó trách Mục Ân tuổi già còn thu ngươi làm đồ đệ. Đáng tiếc, nếu ta sớm phát hiện ngươi thì thật tốt, các ngươi có thể đi rồi, ta đảm bảo đường về không có ai lại làm khó các ngươi." Đúng lúc này thì viện quân của Học viện Sử Lai Khắc đã đến kịp, dẫn đầu là Thao Thiết Đấu La Huyền Lão cùng 5 vị phong hào đấu la. Nhìn thấy Long Tiêu Dao, Huyền Lão cũng cả kinh, bởi nếu nói ở Học viện Sử Lai Khắc còn có ai biết ân oán Long Tiêu Dao và Mục Lão năm xưa, e rằng Huyền Lão là người duy nhất mà cũng là chuyện 100 năm trước. Lão cùng với Long Tiêu Dao khẽ gật đầu, ngay sau đó đối mặt 6 vị phong hào đấu la vây quanh, Long Hoàng đấu la muốn đi, đương thời còn ai đủ khả năng ngăn cản. Trên đường trở về học viện, vì Hoắc Vũ Hạo thắc mắc nên Huyền Lão đã kể cho hắn nghe chuyện tình tay ba ngang trái của Mục Lão cùng Long Tiêu Dao và Diệp Tịnh Thủy. Chuyện này mình cũng đã làm một video riêng nói về ba người, nên các bạn vào kênh Review 5 Phút chọn danh sách đấu la đại lục tìm xem để hiểu rõ hơn nha. Dưới sự hộ tống hùng hậu của 8 vị phong hoàng đấu la thì chẳng mấy chốc, khi nghe hết câu chuyện của Mục Lão thì Hoắc Vũ Hạo cũng đã về đến học viện. Hắn vội chạy vào phòng nhưng bất chợt cảm thấy trống vắng vô cùng. Không biết tên tiểu tử Vương Đông kia lại chạy đi đâu mất tiêu, làm hắn có chút hụt hẫng. Không nán lại nơi này lâu, Hoắc Vũ Hạo quyết định đi tìm đám người bối bối. Trên đường đi, hắn chợt thấy một thân ảnh quen thuộc. Đây chẳng phải là Quang Nữ Thần khi bản thân cùng Vương Đông thi triển quan chi nghe thường hay sao? Đang định đuổi theo hỏi thử thì cô gái kia đã biến mất giữa dòng người đông đúc. Hoắc Vũ Hạo tự nhủ, đây có lẽ là tỷ tỷ song sinh của Vương Đông, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Lát sau, hắn đã hội tụ cùng bối bối từ Tam Thạch và Hòa Thái Đầu. Sau khi kể cho Vũ Hạo về tình hình phát triển thần tốc của đường môn 2 năm qua, thì họ cũng nói ngày mai học viện sẽ tổ chức lễ hội xe duyên cho đệ tử nội viện. Chắc chắn khi tham gia thì Vũ Hạo sẽ biết được một bí mật động trời. Bật mí chốt cho các bạn, đó chính là việc Vương Đông tiết lộ giới tính thật sự là con gái nha. Đến đây thì cũng hết tập 64 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.